gấu long toàn thân đếm lên xuống chiếc ba lô lớn phía sau này dễ thấy một số nhắc. người nói đùa rằng nó giống như nhặt rác thậm chí là túi nôn nhưng con gấu đã đẩy nó tới tận berlin vào tòa nhà quốc hội chiếc túi này có từ thời nga mặt trận phía đông bất ngờ khai chiến gấu lông không có nhiều trang bị cho hàng triệu quân lấy đến sửa đổi thì gửi đi tất cả không có bất kỳ trang trí nào chủ đánh một chữ lớn nhét đồ theo thứ tự đừng để họ va chạm và suy nghĩ một sợi dây gai dầu trực tiếp lên chiến trường so với túi da bò ba túi da ngựa gấu lông mang chủ nghĩa tối giản đến cực điểm bởi vì thành tích xuất sắc và tính thực dụng của anh hậu chiến ba lô đã được cải thiện vô số lần giới thiệu nhiều mẫu mới vẫn còn rất nhiều binh sĩ yêu quý anh ta